Dạ em xin phép kính chào cô chú chị. Kính thưa chị, hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2023. Em tên là Định ở Kon Tum, số điện thoại liên hệ là 0973 821 799. Dạ kính thưa chị, hôm nay thì anh em họ đi rừng về cũng được một số các cái loại phong lan của khu vực rừng Kon Tum. Thì em cũng xin phép giới thiệu đến quý chị. Thì hôm nay thì cũng có ít loại thưa chị. Đầu tiên là cái huyết huyết nhung đỏ chị. Huyết nhung đỏ này. Hôm nay thì tình trạng cây lá xếp rất là đẹp luôn, là bằng lá ngắn và lá xếp cực kỳ đẹp anh chị. Thì bên em cũng chia ra những đơn hàng nhỏ nhỏ tầm cỡ 80.000 của chị sưu tầm anh chị, và những đơn hàng khủng hơn thì những cây khủng hơn thì với giá là cao hơn tí tầm 100 mấy anh chị. Và cái hoàng lạp hay gọi là cái hoàng lan anh chị, thì cái dòng này rất là dở trồng và hoa nó cũng tương đối thơm nữa. Thì bên em cũng chia ra các đơn hàng tầm cỡ 30.000 cũng có anh chị, 50-60, 70 nghìn gì cũng có, thì cũng tùy vào số lượng nhiều hay ít thôi anh chị. Tiếp theo là cái combo cũng một số loại anh chị, mỗi loại một ít con chị sưu tầm 70.000 này. Hai cái phần râu hâm thì dòng này hoa to và hoa rất là độc đáo chị, mỗi phần bên em bán với 30.000 anh chị. Thì cô chị liên hệ đặt hàng có thể gọi trực tiếp đến anh em đầu số là 0973 821 799. Cô chị cũng có thể nhắn tin hay gọi qua Zalo số chỗ tụi em vừa động chị. Thì các mức giá thì bên em bán thì chưa bao gồm cái phí ship đồng giá 30.000 cho tất cả các đơn hàng anh chị. Và kính thưa chị, cái kênh của em thì phát vào vào khung giờ cố định tầm cỡ 19 giờ đến 19 giờ 30 hàng ngày anh chị. Thì nếu mà cô chị chưa đăng ký thì có thể đăng ký giúp bên em ạ. Hoặc là nếu mà đăng ký rồi thì cho em xin một nút nút like anh chị, để cho thể hiện cái video của chị yêu thích. Thì bên em đăng video thì con chị đến sớm hơn nhất con chị. Bên em cảm ơn con chị rất nhiều ạ. Đầu tiên bên em đi vào chi tiết các đơn hàng. Cái phần huyết nhung đỏ đó chị. Huyết nhung đỏ phần số 1. Bên em bán với giá 80.000. Thì cái huyết nhung đỏ thì cái loại này thì nó ở chỗ em nó rất ít con chị. Hôm nay thì cây tình trạng cây rất là đẹp. Cây bằng lá xếp, lá dày cứng và cái lá rất là ngắn con chị. Thì phần này bao gồm có một ngọn này. Thì những cái dòng đơn thân thì cô chị mua mua thì tính vào cái số lượng cặp lá hơn, là theo em thiết nghĩ là số lượng cặp lá hơn là tính vào chiều dài anh chị. Những cái cây này thì rất là nhiều năm rồi. Còn có một cây này. Cây này thì hơi hơi lợi cái lỗi ngọn tí anh chị. Thì những cây lỗi ngọn thì nó sẽ mọc lại cái ngọn tiếp theo ở bên cạnh thế này anh chị. Thì những cây lớn và khỏe này. Còn có một cây đây anh chị. Cây đây rất là nhiều năm rồi. Cái số 2 anh chị. Cái số 2 cũng cây lớn anh chị này. Tuy nhiên cái loại ngọn, cái số 3 này. Cái 3 cũng cây lớn, loại ngọn này, cái số 4 anh chị. Cái 4 loại ngọn này, 4 cây này bên em bán giá 80.000. Cái huyết nhung đỏ 80.000 chị. Tiếp theo cái huyết nhung phần số 2 này, phần này là 80.000 luôn anh chị. Phần này thì bao gồm có một cây này. Một cây anh chị. Cái số 2 đây. Tiếp theo đến là cái số 3 đây anh chị này. Cái số 4 này. Số 4 chị. Cái số 4 này cũng nhiều năm rồi anh chị. Cái số 5 này. Cái số 6 này. Cái số 7 đây anh chị. Cái số 8 này. Thưa anh chị, 8 cây này. Bên đây bán cái giá 80.000. Cái huyết nhung đỏ phần số 2 này. Tiếp đến là huyết nhung đỏ phần số 3. Bên đây bán với giá 80.000. Số 3 với giá 80.000 chị. Thì bao gồm có một cây này. Một cây anh chị. Tiếp theo cái số 2 này. Cái số 2 này. Cái số 3 này anh chị, cái số 3 là cái đôi này. Cây thực ra những cây thế này thường thường là những cái dòng lá xếp ấy, thì những cây nhỏ thì nó phát triển bình thường anh chị. Này thực ra cây cũng lớn anh chị. Lớn thì không nói, tuy nhiên nó nhiều năm. Bởi vì cái số lượng cặp lá này. Hoa thì nó ra cũng âm tùm hết rồi. Cái số 5 của 6 vậy đó anh chị. Con này bên em bán với giá là 80.000, phần số 3 này. Cái phần cái nhung phần số 4. Cái nhung đỏ phần số 4 thì cũng với giá 80.000 chị. Bao gồm có một cây này. Ví dụ như những cây già thế này. Tuy nhiên thì số lượng cặp lá nó ít hơn, thành ra cũng cũng tùy vào cái loại cây nữa anh chị. Ví dụ như cây này. Hai cây này anh chị. Cái số 3 này. Cái số 4 này. Cái số 5 này. Năm cây này bên em bán với giá 80.000 phần số 4. Huyết nhung đỏ phần số 5. Số 5 thì với giá 80.000 luôn. Phần này gồm có một cây anh chị,
một cây đây tự nhiên hai ngọn, một ngọn này, một ngọn này bị lỗi ngọn chị, đây một ngọn này, hai ngọn này anh chị, cái to này, hai ngọn này, tổng cộng ba ngọn này, thì thực ra một phần thế này của anh chị lên chậu thì cũng được anh chị 80.000. Phần số 5 huyết nhung đó, phần số 6, phần số 6 thì 90.000, gồm có ba ngọn, gồm có một ngọn anh chị. Đó, ngọn số 2 này, ngọn số 2 này chị, ngọn số 3 này, ba ngọn này bên em bán giá cho 90.000, phí ship 30.000 nữa anh chị. Phần số 6 là 90.000, huyết nhung đó phần số 7 này, số 7 thì cũng về 90.000, gồm có một cây đó anh chị. Cái số 2 này, cái số 3 này, ba cây huyết nhung đó anh chị, bên em bán giá 90.000. Dòng cái huyết nhung thì hoa đẹp rồi anh chị, hoa đỏ rực rỡ luôn. Huyết nhung đó phần số 7 90.000, cho nên huyết nhung đó phần số 8 này, số 8 này bây giờ là 90.000 luôn. Gồm có một cây này, một cây đây anh chị, cái số 2 này, cái số 3 này, ba cây này bên em bán giá 90.000. Huyết nhung đó phần số 8, huyết nhung đó phần số 9 thì 130.000. Những phần này cây khủng không anh chị, cái to cực kỳ luôn, số lượng cặp lá này. Đó, còn cái này thì một cây tự nhiên là hai ngọn anh chị, một mẹ một con này. Cái con thì nó phần cây con này nó cũng lớn trưởng thành hết rồi anh chị. Một cây lớn này. Tiếp theo là cây lớn số 2 này. Số lượng cặp lá cực nhiều luôn, và hôm nay thì hầu hết những phần lá rất là dày và nó lá ngắn anh chị, người ta gọi là lá xếp. Hai cây lớn, cây lớn số 3 này anh chị này, 130.000, phần số 9. Cây huyết nhung đá phần số 10, cái lớn phần số 10 thì cũng có giá 130.000. Cái này cũng cây khủng anh chị. Đây, cũng có một cây này. Thật ra một cây thế này thì cũng quá vip rồi anh chị này. Một cây đây anh chị, cây số 2 này, cây số 2 đây anh chị. Tiếp đến cây số 3 này, ba cùng cây một cây khủng anh chị, ba cây này bên em bán giá 130.000. Huyết nhung phần số 11 160.000. Thì phần này là cây to và dài nhất anh chị, thì con chị có thể đếm cái số lượng cặp lá trên thân anh chị. Đây, một cây bự này, dài này, một cây, cái cây số 2 này cũng một cây rất là khủng anh chị, hai cây này, cây số 3, ba số 3 cũng cây to dài 160.000, phần huyết nhung phần số 11. Tiếp đến cái phần hòn lạc, hay gọi là hòn lan anh chị, dòng này thì rất là dở trồng và hoa thơm. Đó. Phần này số 1 anh em bán 30.000. 30.000 anh chị, gồm có 1 dề này, 2 dề đây. 3 dề anh chị. Đó, dề số 4 này. Đó, dề số 5. Số 5. Đó, dề số 6 này. Đó, dề số 7 này. 7 dề này bên em bán 30.000 thì phần số 1, 2, 3, 4 gì đó bên em bán thanh lý anh chị. Phần số 1 thanh lý này 30.000. Thì thanh lý tuy nhiên thì bên em cũng giới thiệu từng giờ để anh chị sưu tập. Phần số 2 là 70.000, gồm có 2 dề. Gồm có 1 dề này. Thanh lý có nghĩa là nó ít đẹp một tí thôi anh chị. Thì ví dụ như cái dề này, dề này thì nguyên một dề to luôn. Tuy nhiên thì chỉ được có một thân tơ thôi. Thì con chị về trồng thì nó mọc tiếp những thân tơ tại các cái thân già đó anh chị. Cũng một dề này, thân thì cực mập luôn. Năm lá này. Một dề này, dề số 2 đây anh chị. Hai dề này, bên em bán giá 70.000. Hai dề hoàng lạp. Hoàng lạp ở chỗ em thì kích cỡ thân là mập và nó cũng tương đối nó cao anh chị. Đó. Tiếp là cái hoàng lạp phần số 3 này, với giá 70.000. Này thì một dề to đùng luôn anh chị. To và dài nữa. Thân dài nữa anh chị, hoàng lạp này. Năm số lá vậy luôn này. Một thân tơ này và nó đang lên hai thân tơ nữa. Tuy nhiên thì hàng rừng là 6 chứ bên em cũng bán theo dạng thanh lý anh chị, với giá là 70.000 phần số 3. Phần là phần số 4. Số 4 với giá 50.000, cũng theo tụi em bán theo giá thanh lý anh chị. Một dề to luôn. Tuy nhiên thì thân dài là cũng khá nhiều. Với một số thân cả lá thôi. Bên em bán 50.000 phần số 4. Hoặc là phần số 5.
Số 5 thì bên em cũng bán theo giá thanh lý chị 50.000. Đó. Cũng có 1 giờ này. 1 giờ đây anh chị. Giờ số 2 này. 2 giờ này bên em bán 50.000 chị. 2 giờ cũng to. Đó. Thằng những thằng này vẫn ho bình thường hết anh chị. Đó. Phần số 5 50.000. Hoặc là phần số 6. Phần số 6 bắt đầu từ phần số 6 này, đây là trình đàn ca sẽ đẹp hơn 50.000 này. Giờ số 6 anh chị 50.000, còn có 1 giờ này. Giờ số 2 này anh chị, giờ số 3 này, 3 giờ này bạn đang 50.000. Đó. Hoặc là phần số 6 50.000. Tiếp đó là hoặc là phần số 7 này. Số 7 thì bạn đang bán 60.000 chị. Nó gồm có 2 giờ, 1 giờ này. Đó. Giờ số 2 này anh chị. 2 giờ này bạn đang bán 50.000 chị, hoặc là phần số 7. Và tiếp đó là cái hoặc là phần số 8. Hoặc là phần số 8. À, bạn đang bán giá 70.000. Số 8 70.000 thì bao gồm có 1 giờ đó anh chị. À, giờ số 2 này. 2 giờ này bạn đang bán 70.000 chị. À, 2 giờ này nó hợp một con gì có thể là đưa vào một chậu luôn. À, số 8 70.000. Hoặc là phần 9 số 10. Số 9 số 10 thì 120.000 chị. Phần số 9 120.000 thì hàng này hàng nguyên về anh chị. Đó. À. À, 5 lá này, 5 6 lá như này. Là và cái giá hành nó to và nó dài. Đó. Thường thường thì giá hành nó ngắn thì nó số lượng nó nhiều hơn chị, tuy nhiên hàng dài thế này thì khó kiếm hơn. À, như vậy hoàng lạp này bên em bán 120.000. À, hoàng lạp phần số 10. À, với giá 180.000. Phần này thì nó đẹp và nó khá đặc biệt anh chị, bởi vì hàng dài. Hàng dài và thằng mập nữa này. À, thì còn những cái giờ thế này cũng rất là khó kiếm. À, khó kiếm ở chỗ là cái hàng thân dài, vừa thân dài vừa mập. Giờ này nó rất là thẳng. À, hoặc là phần số 10, 180.000. Tiếp đến là cái phần râu hầm 30.000 chị. Râu hầm số 1 30.000. 1, 2, 3, 4, 5 cú này. Bạn này bán 30.000 thôi chị. À, số 1. Số 2 thì cũng có giá 30.000 luôn. Cũng... 30.000 thì bao gồm có 1 này, 1 hàng giờ luôn này. 1 2 giờ này. 2 củ nữa, 3 củ nữa chị, 4 củ nữa, 5 củ nữa. Giá 30.000. Cái râu hầm. Râu hầm thì ho to. À, tiếp đến là cái combo. À, combo này cũng một số loại thôi anh chị. Bên em bán với giá là 70.000. À, thì cũng mỗi loại mỗi ít để anh chị sưu tầm thôi. Bởi vì số lượng ít. Đầu tiên là một cái cây tiêu hồng đỏ cực kỳ đẹp anh chị. Hay gọi giáng thu á, một cây là xếp rục rịch luôn này. Tiếp đến là một cây mỹ dung, cây nhỏ nhỏ thôi. Tiếp đến là hai cái dề 2-3 giờ hoàn thảo tam màu sắc anh chị. Cây cắm báo này, một cây cắm báo anh chị, cây cắm báo này nó anh em mà đem về nó bị gặp một cái đầu lá này, thì bên em khi gửi hàng sẽ kiểm tra kỹ lại, nếu mà nó hiện tượng mà thối, bên em sẽ cắt bỏ lên tí anh chị. Đó. Và một cây huyết nhung đỏ này. Đó. À, cái tiếp đó là cái hai cái dây nhỏ nhỏ cái là kiếm xích ngọc. À, tiếp đó là cái cầm cù này. Cầm cù thì dòng này dở trong và giá nó cũng rất là rẻ luôn. À, thì cầm cù thì quá nhiều luôn, bên em bán giá 70.000 chị. À, thì buổi tối hôm nay thì bên em cũng có một số các loại phong lan của khu vực rừng Con Tum cũng xin giới thiệu đến anh chị. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi ạ. À. Bên em cảm ơn rất nhiều ạ. À.